Chào các bạn, ở trong phần phân tích dữ liệu GIS, ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu một cái bài toán như sau. Là hãy tìm địa điểm thích hợp bố trí bãi chôn lớp chất thải rắn trong quận Thủ Đức. Biết rằng phải thỏa mãn bộ tiêu chí sau. Nhất về giao thông, phải cách xa nhất 100m. Ở đây thì chúng ta giả định là dưới 100m thì không thích hợp. Từ 100 đến 1000m là thích hợp. Từ 1000 đến 3000m là rất thích hợp. Thứ hai về thủy văn, phải cách xa nhất 500m. Tức là dưới 500m sẽ là không thích hợp. Từ 500 đến 1000m là thích hợp. Từ 1000m đến 3000m là đất thích hợp. Tiêu chí thứ ba là sử dụng đất. Tức là nó không được phép nằm trên đất chuyên dùng, đất ở. Nghĩa là không thích hợp cho hạn đất này. Và nó thích hợp đối với đất nông nghiệp. Tiêu chí cuối cùng là tiêu chí về Ủy ban Nhân dân phường. Thì phải cách xa ít nhất là 1 cây số. Tức là dưới 1 cây số thì chúng ta sẽ không đánh giá. Thì từ 1 cây số trở lên thì mới đánh giá. Thế nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là chúng ta hãy xác định xem là cái khu vực nào là thích hợp và khu vực nào không thích hợp. Phần câu hỏi thứ hai là dựa trên cái cơ sở đánh giá, chúng ta hãy tổng hợp kết quả đánh giá với cái lớp quy hoạch mà đã cho trước, tức là cái lớp quy hoạch về bãi chôn lớp đã được xác định. Hãy cho ra cái bản đồ gọi là khu vực thích hợp cuối cùng. Câu thứ ba là không tính phần quy hoạch chung giữa lớp đánh giá trong grid và lớp quy hoạch. Hãy cho biết là diện tích thích hợp mà đóng góp của từng lớp là bao nhiêu hết ta. Đó là 3 câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái câu hỏi và chúng ta giải quyết từng phần. Trước tiên, chúng ta sẽ thực hành một chức năng phân tích, đó là dissolve, tức là hòa tan. Đầu tiên chúng ta mở map lên và chúng ta thêm cái lớp sử đất chấm xếp file làm cho thư mục là Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chúng ta mở công cụ toolbox và chúng ta tìm đến cái chức năng là dissolve nằm trong vị trí là data management tool generation dissolve. Và nhiệm vụ chúng ta là hãy gộp ranh giới các thửa đất có chung mã đất, tức là theo trường mã đất với nhau. Thì để chúng ta quan sát, chúng ta tìm bật cái toolbox bằng cách là chúng ta có thể là click vào cái biểu tượng hồng đỏ đây toolbox, hoặc là chúng ta có thể vào view processing và chúng ta chọn cái toolbox trong đây cũng được. Toolbox. Rồi. Sau đó thì nó tìm đến cái vị trí data management tool generation. Rồi. Sau đó chúng ta click đôi vào, chúng ta mở cái chức năng này. Rồi đối với công cụ này thì chúng ta sẽ cần khai báo những thông số sau. Thứ nhất là input feature, tức là cái lớp dữ liệu mà chúng ta muốn đi sâu. Chúng ta sẽ kéo cái lớp sửa đất vào trong đây. Là chúng ta sẽ khai báo là cái output feature class, tức là chúng ta muốn lưu cái kết quả đầu ra ở vị trí nào thì chúng ta nên chọn cái trường mục mà chúng ta đã đặt và đặt tên cho nó. Ví dụ đây chúng ta sẽ đặt tên là sửa đất 1 và sửa lại. Cái thứ ba là dissolve field, tức là cái trường mà chúng ta muốn gom những đối tượng lại với nhau là trường nào thì chúng ta chọn là trường mã đất. Rồi sau đó thì chúng ta lấy OK để chúng ta kết thúc. Khi đó thì quá trình nó sẽ xử lý ra, đúng không ạ? Chúng ta tùy vào cái máy tính thì có thể là nhanh hoặc là chậm, đúng không? Có thể là mất vài chục giây, khi mất cả phút, đúng không? Và sau khi chúng ta đã hoàn tất cái phần xử lý thì chúng ta sẽ thấy được cái lớp kết quả nó hiện hiện ra trên màn hình đây. Thì câu hỏi đặt ra bây giờ chúng ta hãy xoắn cái số thửa đất trước khi gộp và sau khi gộp nó có gì khác biệt hay không. Thì để chúng ta biết được điều đó thì chúng ta sẽ mở bảng biểu tính của lớp sửa đất đây, đúng không? Thì ta sẽ xem thì ta thấy là trong đây nó có 14 dòng, tức là 14 đối tượng. Trong khi đó thì lớp sửa đất màu thì ta thấy là gì? Nó chỉ còn là 7 đối tượng mà thôi, đúng không? Và cái trường mã đất này thì sao? Là không có những cái dòng nào mà nó có chung cái mã đất. Trong khi đó thì bên lớp sửa đất thì ta thấy là gì? Có những cái dòng, đúng không? Nó bị lặp lại. Sẽ được gần như vậy. Thì đó là cái ý nghĩa của cái chức năng đầu tiên. Sau tiếp theo thì ta sẽ thêm hai lớp là lớp sửa đất và lớp của Đức nằm trong thư mục Thành phố Hồ Chí Minh ở trong cái bản đồ để chúng ta thực hiện một cái chức năng gọi là chức năng clip. Nhiệm vụ là chúng ta sẽ dùng cái ranh giới Thủ Đức để chúng ta lấy ra cái thông tin là sửa đất nằm trong địa bàn Thủ Đức. Và công cụ chúng ta sử dụng là công cụ là clip. Chúng ta có thể tìm thấy công cụ này bằng cách là chúng ta vào Alice Tool, chúng ta chọn extract và chọn clip. Đây chúng ta thêm một cái lớp Thủ Đức vào. Đó.
Đây là ranh giới thửa đất, đây là phát sinh đất. Chức năng clip chúng ta xem ở trong hộp là extract clip. Và chúng ta sẽ chọn là cái lớp input. Input đây thì chúng ta chọn là lớp ta muốn cắt ra, muốn lấy ra. Đó là sụn đất. Clip feature là cái lớp dữ liệu chúng ta dùng để cắt. Đó chính là ranh giới thửa đất. Và chúng ta đặt tên cho lớp dữ liệu này. Chúng ta sẽ đặt là sử dụng đất thủ đất. Sửa lại rồi. Sau đó thì chúng ta click OK để thực hiện cái chức năng này. Thế thì khi kết quả chúng ta thấy trên màn hình, đây là sửa đất thủ đất, chúng ta thể tắt cái lớp này đi để chúng ta xem. Đúng không? Dùng lớn ra. Và tiếp theo sau khi mà chúng ta đã tạo được lớp sửa đất thủ đất thì chúng ta sẽ tạo tiếp một cái trường có tên gọi là điểm sửa đất kiểu ví dụ là sau integer. Và chúng ta sẽ nhập giá trị vào như sau. Chúng ta còn nhớ là ở cái điều kiện đầu tiên liên quan sửa đất thì sao? Là cái vùng mà đặt cái bãi trôn lấp thì nó sẽ không được làm trên đất chuyên dụng đất đỏ. Tức là chúng ta sẽ gắn giá trị không cho cái mã là CDG và OTC ứng với đất chuyên dụng đất đỏ. Cái thứ hai thì nó sẽ thích hợp với đất nông nghiệp là tức là số 1. Thì trong đây chúng ta có hai cái đất nông nghiệp là CLN và LUK. CLN tức là đất trồng cây lâu năm, còn là LUK là đất trồng lúa, số 1. Thì chúng ta mở bản đồ tính của lớp sử đất hữu đất lên. Sau đó thì chúng ta thêm trường bằng cách chúng ta vào thêm bộ option chọn add field để đặt tên là điểm sử dụng đất kiểu dữ liệu chúng ta là lớp sau integer và lên OK. Sau đó thì bây giờ chúng ta nhập giá trị vào cho từng cái ô này. Thế thì chúng ta còn nhớ là ở phần biên tập thì chúng ta đã điểm qua một số những cái cách nhập cell by cell, nhập theo field calculator, nhập theo calculation geometry. Trong trường mà giả sử như là chúng ta thấy chỉ có 4 dòng thì tôi sẽ chọn cách là nhập cell by cell. Thì muốn nhập cell by cell thì chúng ta phải lấy chuột phải và công cụ bấm ta bật chế độ biên tập lên cho nó. Edit feature và chọn style ft. Sau đó thì tôi đặt con trỏ vào từng cái ô này và tôi nhập. Thì CLN là 0. Đúng không ạ? OTC cũng là 0, còn LUK và CLN là 1. Tôi nhập 1 vào. Sau khi nhập xong thì trên thanh của editor thì tôi sẽ chọn stop biểu hiện ta để tôi lưu lại và kết thúc cái quá trình biên tập. Và đây là kết quả. Tiếp tục chúng ta chuyển sang cái chức năng tiếp theo, đó là chức năng cần buffer. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm hai cái lớp là giao thông xếp file và thủy văn xếp file vào trong cái thư mục Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì chúng ta dùng cái công cụ gọi là multiple ring buffer ở vị trí đầy altitude proximity trong hoạt tụ móc. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo vùng đệm với bán kính là 100 m, 1000 m và 3000 m cho lớp giao thông và đặt tên cho cái lớp output là giao thông buffer chấm xếp file. Nó quay lại màn hình và chúng ta thêm hai cái lớp là giao thông và thủy văn. Thế thì công cụ vùng đệm chúng ta sẽ xem ở trong cái altitude và chúng ta chọn là multiple ring buffer. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo input feature trước là lớp giao thông, chúng ta kéo vào. Sau đó thì chọn cái output đặt tên cho cái output. Sau đó thì chúng ta khai báo từng cái bán kính vào trong cái tùy chọn là distance. Chúng ta còn nhớ đây là 100, 1000 và 3000. Chúng ta nhập 100 và nhập theo tự là từ nhỏ đến lớn 1000, sau đó chúng ta lấy dấu cộng. Nếu mà ta nhập sai thì chúng ta lấy và cái lấy chọn cái bán kính đó và chọn là thì vô đây. 1000, 3000. Và một cái tiếp theo là đến cái phần buffer limit thì ta nhớ là chọn đơn vị đo của chúng ta là đơn vị đo là mét. Và sau đó thì ta click OK để chúng ta bắt đầu thực hiện công cụ. Thế thì sau khi chúng ta thực hiện thành công cái công cụ tạo vùng đệm cho lớp giao thông thì chúng ta cũng tạo một cái trường thuộc tính mới đặt tên là điểm giao thông và chúng ta nhập cái giá trị tương ứng với từng cấp thích nghi như sau là 100 đến 100 mét là không thích hợp tới số 0, 100 đến 1000 mét là thích hợp số 1, 1000 đến 3000 mét thích hợp số 2. Thì đó kết quả chúng ta sẽ được như thế nào trên đây. Và cũng dùng chức năng multiple ring buffer chúng ta làm cho cái lớp thủy văn, nhưng mà với cái điều là chúng ta thấy là cái bán kính nó sẽ thay đổi một chút là 500, 1000 và 3000 mét là tên cho nó lớp thủy văn buffer. Và sau khi chúng ta tạo xong một đệm thì chúng ta cũng sẽ tạo thêm một cái trường mới đặt tên là điểm TV kiểu điều sau integer và nhập với chỉ tương ứng là dưới 500 là không thích hợp số 0, 500 đến 1000 thích hợp là số 1, 1000 đến 3000 thích hợp là số 2. Thì cái kết quả chúng ta cũng sẽ thấy như thế này.
kết quả của ta đây. Rồi. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển đến cái chức năng gọi là phân tích. Đã lớp. Thì đây là bài tập 4.2 thực hành intercept. Thì cái nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sử dụng một chức năng intercept nằm trong cái hộp là Alice Tool Overlay, và chúng ta bồng trồng lớp ba cái lớp dữ liệu là sự đất Thủ Đức, vùng đẹp giao thông huyện Thị Văn, là tên cái lớp đầu ra là intercept xếp phẳng. Ta sẽ tìm cái công cụ nằm ở trong vị trí này đây, intercept, và chúng ta kéo ba cái lớp vào là sự đất Thủ Đức, giao thông, Thị Văn. Phần output thì chúng ta đặt tên là inter, sau đó chúng ta click OK để thực hiện. Thì khi đó chúng ta thấy là kết quả hiện trên màn hình. Đây là intercept, chúng ta phải tắt cái lớp phía dưới thì chúng ta quan sát nó rõ hơn cái kết quả. Thì đó, chúng ta thấy là cái ranh giới bên trong của cái lớp này thì nó được cắt xẻ bởi ba cái lớp thành phần là giao thông, thủy văn và sự đất đất. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái chế độ tính cho cái lớp intercept này, đặt tên là điểm tổng, kiểu dữ liệu cũng là sau integer. Thì cái điểm tổng này là điểm như nào, công thức tính ra sao, thì chúng ta sẽ lấy là giá trị của ba cái điểm thành phần, tức là điểm sử dụng đất cộng điểm giao thông điểm thủy văn. Thì muốn tính toán theo trường như vậy thì chúng ta sẽ đi chuột phải vào điểm tổng và chọn là Fill Calculator, và trong cửa sổ hiển thị chúng ta sẽ nhập công thức là điểm sử dụng đất cộng điểm giao thông cộng điểm thủy văn. Quan sát mở bảng tính, sau đó thì add fill đặt tên là điểm tổng cũng là sau integer, và đi OK. Và chúng ta sẽ lấy chuột phải chọn Fill Calculator vào trong cái trường điểm tổng này, nó sẽ bằng điểm sử dụng đất cộng cho điểm giao thông cộng cho điểm thủy văn, và đi OK. Đây là kết quả. Thì bây giờ chúng ta quan sát để xem câu hỏi là gì, chúng ta xem để xem cận dưới và cận trên của điểm điểm tổng là bao nhiêu. Ta có thể xem một cách nhanh chóng bằng cách chúng ta dựa vào Symbology và chúng ta chọn là cái kiểu hiển thị này theo dạng unit value hay cái điểm tổng này. Thì đây chúng ta thấy là nó có từ 0 đến 1, đúng không ạ? Nên suy ra cận dưới đó là 0, cận trên là 4. Thế thì 0 tức là nghĩa là gì? Ba cái điểm thành phần cộng lại bằng 0, nghĩa là gì? Từ điểm thành phần nó bằng 0, đúng không ạ? Còn 4 đúng không ạ? Tức là trong trường hợp là số 4 thì chúng ta thấy là gì? Đây là cái mức thích nghi cao nhất, đúng không ạ? Rất thích hợp. Còn đây là không thích hợp. Nên nếu mà chúng ta chọn cái vị trí tốt nhất để chúng ta đặt cái bãi chôn lớp thì chúng ta sẽ chọn cái vị trí đó là số 4 đây, đúng không? Đây có hai vùng này, đúng không ạ? Còn số 0 là những vùng mà chúng ta không được đặt, đúng không? Tiếp theo chúng ta thực hành cái chức năng gọi là erase, tức là chức năng xóa. Thì đầu tiên chúng ta thêm cái lớp ủy ban nhân phường một cây số trong Hồ Chí Minh ở trong bảng map, sau đó thì chúng ta dùng công cụ gọi là erase cũng trong cái hộp công cụ là overlay. Nhiệm vụ chúng ta là chúng ta hãy dùng cái lớp ủy ban nhân phường một cây số để chúng ta xóa đi cái vùng kết quả intercept. Thì ta còn nhớ là trong cái điều kiện đầu tiên là gì, chúng ta chỉ đánh giá những cái vùng nào mà nó từ bán kính một cây số trở đi. Ủy ban nhân dân. Thì chúng ta vào Hồ Chí Minh, chúng ta thêm ủy ban nhân phường một cây số vào đây. Đây là cái lớp ủy ban nhân phường một cây số, và chúng ta dùng cái chức năng là xóa erase. Và input feature chúng ta khai báo là lớp chúng ta muốn xóa. Erase feature lớp chúng ta dùng để xóa, và chúng ta đặt tên cho cái lớp video này là erase. Sau đó nó đích OK. Thì đây là cái khoản ta thấy trên màn hình. Rồi ta tắt lớp phía dưới đi. Đây là erase ra đây. Thì đây những vùng còn lại là những vùng mà chúng ta đánh giá. Và rõ ràng thì chúng ta thấy một điều là cái phần không gian thì nó bị xóa đi, đúng không ạ? Còn phần đồ tính của lớp erase thì nó vẫn như là cái lớp intercept ban đầu, đúng không ạ? Cũng là những cái trường điểm giao thông thủy văn và điểm tổng. Nên đây là chỉ thay đổi về không gian, đồ tính vẫn như nguyên của cái lớp intercept. Tiếp theo chúng ta chuyển sang thực hành cái chức năng là union. Cái chức năng union này chúng ta nghĩ là gì? Là chúng ta kết hợp hai cái lớp dữ liệu lại với nhau về mặt không gian cũng như về mặt thuộc tính. Thì trước khi chúng ta dùng union thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ sau là chúng ta xuất các đối tượng trên lớp erase có giá trị theo trường điểm tổng là lớn hơn bằng 3 ra một cái lớp mới chúng ta gọi là lớp erase thích hợp. Nghĩa là chúng ta hình dung là chúng ta vừa rồi chúng ta thấy là cái giá trị nhỏ nhất của nó là 0 và nó là 4, đúng không? Thì bây giờ chúng ta phân ngữ ra, thực sự chúng ta là phân ngữ từ 3 sẽ đi,
là 3, 4 thì mới là thích hợp, còn dưới đó thì không đánh giá. Thì để chúng ta xuất đối tượng theo một cái giá trị lựa chọn thì chúng ta dùng chức năng là Extract. Nó nằm ở trong hộp tương box, cũng là Extract ha. Và chúng ta kéo cái lớp Array vào Input. Output thì chúng ta đặt tên là Array thích hợp. Phần Extension chúng ta sẽ nhập cái câu SQL vào và chuyển điểm tạo lớn hơn ta và đây là OK. Sau đó thì mình OK trước khi cũng này. Và đây là kết quả mình thấy này, rất là thích hợp. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái chức năng là Zillion. Chúng ta gộp cái những cái chờ là như đây thích hợp và vùng quy hoạch thì chúng ta tìm thấy ở trong cái mục của chứng minh và thêm quy hoạch vào. Sau đó thì chúng ta đặt tên cho nó là lớp. Sau đó chúng ta đặt tên cho cái lớp output feature là thích hợp tạo. Rồi click OK để thực hiện công cụ này. Thì đó chúng ta quan sát ở trên đây đúng không ạ? Chúng ta có thể thêm cái lớp quy hoạch vào để chúng ta dễ nhìn hơn, nhận xét hơn. Thì phần quy hoạch chúng ta là vùng này đây. Đây là phần quy hoạch màu vàng. Đây là phần ý thích hợp. Thì khi chúng ta dùng chức năng thích hợp tạo thì nó sẽ GDN thì nó sẽ gộp hai cùng lại với nhau. Tiếp theo chúng ta chuyển sang cái chức năng cuối cùng gọi là Symmetrical Difference. Symmetrical Difference gọi là chức năng lấy phần riêng. Lấy phần riêng nó hơi ngược lại đối với chức năng Intercept là lấy phần chung. Thì về chúng ta sẽ trồng lớp Array thích hợp với lớp quy hoạch nhưng theo chức năng là Symmetrical Difference và đặt tên cho nó là thích hợp riêng. Công cụ này chúng ta cũng quan sát ở trong cái hộp Overlay Symmetrical Difference. Chúng ta chọn Input của chúng ta là lớp thì rồi thích hợp update là quy hoạch và là tên cho nó là thích hợp riêng trong hộp output. Sau đó chúng ta click OK để thực hiện công cụ này. Thì khi đó chúng ta quan sát trên màn hình đây ha, thì chúng ta kiểm tra lại đây là thích hợp, đây là quy hoạch, đây là thích hợp. Thì nếu chúng ta dùng thích hợp thì sẽ gộp cả hai cái lại, còn nếu chúng ta dùng thích hợp riêng thì nó sẽ lấy cái phần là quan sát này, lấy phần đó, cái phần riêng, không lấy phần chung là phần này. Còn hộp tính thì đấy mình lấy tất tổng hợp của tất cả các hộp tính từ cả hai lớp là quy hoạch và lớp đề thật. Đó là cái phần bài tập mà chúng ta đã thực hiện liên quan đến việc chúng ta tìm ra cái vị trí thích hợp cho bài cho lớp. Thì sau cái bài này chúng ta nhớ chúng ta ôn tập lại là những chức năng phân tích trên lớp gồm chức năng điều sâu, clip, chức năng buffer. Chúng ta nhớ chúng ta phải quan tâm đến cả phần không gian thực tế kết quả đầu ra. Đối với phân tích đa lớp thì chúng ta quan tâm đến chức năng trồng lớp, intercept, gdn, array, symmetry, different và chúng ta cũng nhớ lưu ý kết quả về mặt không gian thực tế. Và phần còn lại thì chúng ta sẽ có một cái bài tập về nhà để chúng ta tìm hiểu như sau. Đây là một bài tập liên quan đến quy hoạch giao thông. Thì chúng ta thấy là thường thường thì chúng ta thấy là khi người ta quy hoạch mở rộng những tuyến đường giao thông thì nó sẽ xảy ra trường hợp là bị trồng lớn vào những cái phần sụp đất người dân ta sử dụng. Thì khi đó thì trồng lấn thì chúng ta phải có nhiệm vụ là phải xác định diện tích trồng lấn bao nhiêu để từ đó chúng ta tính toán cái giá đền bù tưởng. Thì ở đây chúng ta sử dụng hai cái lớn là sử đất Thủ Đức và giao thông xếp phạt. Thế thì giả sử như chúng ta có một cái bài toán là người ta muốn quy hoạch cái tuyến đường mới trên cơ sở là tuyến đường hiện tại với bán kính là 1 mét về cả hai phía, thì biết là những cái phần đất nằm trên lớp sử đất Thủ Đức nếu mà trồng lấn với tuyến đường mới thì sẽ phải giải tỏa. Thì khi đó hãy xác định là cái vị trí diện tích có lợi sẽ đất phải giải tỏa là nằm ở đâu và bao nhiêu ta. Biết rằng đơn giá đền bù cho từng loại đất như sau: CDG bằng OTC bằng 200.000 đồng một mét vuông, cái đó CLN là 50.000 đồng một mét vuông, LUK là 100.000 mét vuông. Thì hãy xác định cái tổng số tiền đền bù cho tính đơn vị là triệu đồng cho từng loại đất. Thế để giải quyết cái bài toán này thì chúng ta nhớ lại là những chức năng phân tích đơn lớp và phân tích đa lớp chúng ta đã được tìm hiểu vừa rồi. Thì bây giờ chúng ta trả lời từng câu, ví dụ như làm thế nào xác định được vị trí diện tích mà phải giải tỏa cho sử đất. Thì chúng ta hình dung đây là chúng ta phải dùng lớp sử đất và phải dùng cái lớp tuyến đường mới, đúng không? Tuyến đường mới có chưa? Chưa có. Nhưng chúng ta biết được tuyến đường mới thì nó là chính là cái cơ sở là gì, mở rộng của giao thông với bán kính 1 mét về cả hai phía. Nghĩa là chúng ta có thể sử dụng là chức năng tạo vùng đệm, đúng không? Cho lớp giao thông này bán kính là 1 mét.
đó thì dùng cái kết quả tổng để đó trồng với lớp dưới đất, đất theo toán là intercept hoặc là clip cũng được để tôi lấy ra cái phần sụt đất bị trồng lại. Sau đó thì chúng ta tính diện tích cho nó bằng cách nào? Chúng ta còn nhớ là chức năng Cancre Geometry, đúng không? Chúng ta tính toán tính thực tế từ mặt hình học diện tích để chúng ta xác định diện tích tưởng. Và có được diện tích rồi, bây giờ chúng ta nhập đơn giá vào cho từng mã đất thì khi đó chúng ta sẽ có được là cái tổng tiền đền bù, đúng không? Là bằng là gì? Đơn giá nhân diện tích, đúng không? Thì đó là cái gợi ý cho các bài tập này. Chúng ta về chúng ta thì tiến hành thực hiện để chúng ta thành thục hơn phần phân tích dữ liệu trong GIS.